À, sau đây là những phần tin liên quan đến Việt Nam thưa quý vị. Việt Nam đoạt huy chương vàng 4 x 400 m giải nữ điền kinh vô địch châu Á năm 2023. Sau 4 ngày thi đấu, cho đến hôm qua, điền kinh Việt Nam mới giành được huy chương vàng đầu tiên ở giải điền kinh vô địch châu Á 2023 ở Thái Lan ở nội dung là 4 x 400 m nữ. Lập công là 4 nữ vận động viên Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Hoàng và Hoàng Thị Minh Hạnh. Đội Việt Nam tranh chung kết nội dung tiếp sức 4 x 400m nữ với các đối thủ Nhật Bản, Sri Lanka, Ấn Độ, Hồng Kông, Uzbekistan, Maldives và khởi đầu không tốt ở lượt chạy đầu của Nguyễn Thị Ngọc, nhưng Minh Hạnh thu ngắn được khoảng cách sau đó. Nguyễn Thị Huyền tạo ra lợi thế và Nguyễn Thị Hằng xuất sắc ở lượt chạy cuối cùng giúp cho đội Việt Nam đem về được tấm huy chương vàng châu Á. Thành tích mà bộ tứ Hằng, Huyền, Ngọc và Hạnh đạt được là 3 phút 32 giây 36, trong khi đội Sri Lanka xếp hạng nhì với thành tích là 3 phút 33 giây 27. Ấn Độ xếp hạng 3 với thành tích là 3 phút 33 giây 73. Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh cũng là chủ nhân của tấm huy chương vàng 4 x 400 m ở SEA Games 32 tại Campuchia hồi tháng 5 với thành tích là 3 phút 33 giây 05. Kể từ tháng Giêng cho tới tháng năm vừa qua, chỉ mới có 128 chiếc xe của hãng VinFast VF8 được đăng bạ lưu hành tại Hoa Kỳ, theo dữ liệu từ Expedian mà nhật báo Automotive News ghi nhận được. Công ty xe chạy bằng điện VinFast bắt đầu nhập cảng gần 3.000 chiếc vào Hoa Kỳ kể từ tháng 3, trang báo CarScoops chuyên đánh giá về xe hơi cho biết như sau chiếc xe VF8 City Edition ở mức ban đầu là 55.500 Mỹ Kim là giá khá mắc khi bình điện chỉ đủ chạy 179 dặm đường. Giá của chiếc xe này sau đó đã giảm xuống còn 46.900 Mỹ Kim và bình điện ta lên được 207 dặm đường. Tuy xe VinFast vẫn còn lâu mới bắt kịp những thương hiệu xe điện phổ thông hơn, nhưng số lượng xe đăng bạ trong năm tháng đầu năm nay vẫn còn nhiều hơn loại xe Jaguar I-Pace và Mazda MX-30 EV với bình điện chỉ chạy được 100 dặm đường mà thôi. Hồi tháng 3 năm nay, công ty VinFast cũng loan báo về kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất xe chạy bằng điện trị giá 4 tỷ Mỹ Kim ở tiểu bang North Carolina sẽ hoàn thành chậm hơn dự định. Thay vì tới năm sau, Năm 2024 mới bắt đầu hoạt động thì nhà máy này dự trù sẽ khởi động vào năm 2025 nhưng chưa rõ thời điểm nào trong năm. Thứ trưởng Y tế là ông Đỗ Xuân Tuyên vẫn vô sự mặc dù có cấp dưới là một người vô địch nhận hối lộ. Một số ý kiến ở trên mạng xã hội gần đây đã lên tiếng kêu gọi ông Đỗ Xuân Tuyên là thứ trưởng của Bộ Y tế Việt Nam hãy từ chức vì có thư ký là ông Phạm Trung Kiên liên tục nhận hối lộ về vụ chuyến bay giải cứu với 42.6 tỷ đồng tương đương với khoảng 1.8 triệu mỹ kim. Trong lúc phiên tòa xử vụ án này đang diễn ra, điều công luận quan tâm là ông Tuyên, liệu có vô can trong lúc ông Phạm Trung Kiên ăn đậm từ các doanh nghiệp, tổ chức chuyến bay giải cứu và hồi đại dịch. Theo tường thuật của báo Tuổi trẻ, trong những lời khai ở phiên tòa, ông Kiên không nhắc gì đến người xếp Đỗ Xuân Tuyên mà chỉ khai là mang tiền hối lộ về cho vợ và nhận tiền hối lộ qua tài khoản của mẹ vợ. Ông Kiên cũng phủ nhận lời khai của các doanh nghiệp nói rằng mình quát tháo, ép doanh nghiệp chi tiền mà đổ lỗi cho họ chủ động liên lạc nhờ giúp đỡ. Trong lúc phiên tòa chuyến bay giải cứu diễn giả Hà Nội, ông Đỗ Xuân Tuyên được ghi nhận là vẫn học hành và chỉ đạo như bình thường. Tại một cuộc họp diễn ra ở Quốc hội Việt Nam vào hôm 12 tháng 7, ông Tuyên đề nghị các trung tâm y tế tuyến huyện khi sát nhập sẽ lấy tên gọi đơn vị hành chính mới và sắp xếp lại theo quy mô của dân số. Điều đáng nói đó là không có bất kỳ đại biểu quốc hội nào lên tiếng hỏi ông Tuyên về những cáo buộc về thư ký là ông Kiên ở tại phiên tòa đang diễn ra. Ông Lưu Trọng Văn, là nhà văn, nhà báo tự do, bình luận ở trên trang cá nhân rằng, ông Tuyên trước hết cần có lời chịu trách nhiệm xin lỗi nhân dân khi để một thư ký như là ông Kiên giúp việc cho mình mà chỉ trong một phi vụ chuyến bay giải cứu đã có hơn 180 lần nhận hối lộ với số tiền rất lớn. Ở các nước văn minh giới chức hành xử Văn Minh thì với lòng tự trọng tối thiểu, ông Tuyên đã lập tức xin từ chức. Và ở các nước Văn Minh, chính phủ hành xử Văn Minh, ông Tuyên chắc chắn đã bị cách chức. Một cán bộ cao cấp của Cộng sản Việt Nam có tên là Nguyễn Văn Vịnh, là cựu bí thư của tỉnh Lào Cai, đã nhận được lời cảm ơn cùng với 200.000 mỹ kim. Sau 2 tháng bị bắt, ông Nguyễn Văn Vịnh, là cựu bí thư tỉnh ủy của tỉnh Lào Cai, đã bị công an cáo buộc là đã ký nhiều văn bản trái pháp luật và được một số công ty chi tiền cảm ơn lên tới 5 tỷ đồng Việt Nam, tương đương hơn 210.000 Mỹ Kim. Theo tờ báo Thanh niên trong nước, thì ông Nguyễn Văn Vịnh cùng với một số thuộc cấp bị truy tố trong vụ án khai thác chui tới hàng trăm triệu tấn thang vào quảng Apatit ở tỉnh Lào Cai. Ông Nguyễn Văn Vịnh bị cáo buộc hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong khi đó, bị can có tên là Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty Lilama đã bị truy tố với hai tội danh đó là rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên. Khi còn là phó chủ tịch và sau đó là chủ tịch của tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Văn Vịnh chịu trách nhiệm về công tác quản lý cũng như bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại tỉnh này. Ông biết rõ một khu đất ba bảy hectare tại tỉnh này đã được bộ công thương phê chuẩn làm quả cực quy hoạch quặng apatit với thẩm quyền cấp giấy phép khai thác thuộc bộ tài nguyên môi trường thế nhưng ông ta đã ký giấy chứng nhận đầu tư cùng với nhiều văn bản khác cho phép công ty lilama và công ty apatit việt nam khai thác và tiêu thụ số so lên tới số lượng hàng triệu tấn quặng apatit hành vi của ông nguyễn văn vịnh bị quy kết là mang tính hệ thống vì cùng với một dự án này, ông đã ký giấy chứng nhận đầu tư xây dựng khách sạn. Đến khi biết có chữ lượng quảng lớn thì ông ta lại ký quyết định thu hồi. Tiếp theo đó, cấp lại chính diện tích đất đã thu hồi cho công ty Lilama để đầu tư xây khách sạn và tận thu khoáng sản trên khu đất này. Liên quan tới vụ án nói trên, theo các tờ báo tại Việt Nam, hồi tháng 5 và tháng 6 vừa qua, khi cùng bị bắt giữ với ông nguyễn văn Bình, đó là các thuộc cấp của ông ta bao gồm ông doãn văn hưởng là cựu chủ tịch tỉnh lào cai cạnh đó là hai ông nguyễn thanh dương và lê ngọc hưng đều là các cựu phó chủ tịch của tỉnh này hồi tháng 9 năm ngoái tờ báo dân trí trong nước cho hay bị can nguyễn mạnh thừa khai như sau ông ta đã phải chi ra tới hàng trăm tỷ đồng để biếu xén lãnh đạo của tỉnh lào cai Vụ thông thầu của AIC ở Quảng Ninh không giải quyết hình sự các cựu lãnh đạo của tỉnh. Hai ông Nguyễn Văn Đọc và Nguyễn Đức Long, cựu chủ tịch ở tỉnh Quảng Ninh, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam đề nghị tỉnh Quảng Ninh làm rõ trách nhiệm có liên quan đến vụ công ty AIC trúng thầu ở một dự án bệnh viện ở tỉnh này. Theo báo Thanh niên vào hôm 15 tháng 7, công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã lập ra hệ sinh thái AIC để làm quân xanh tham gia đấu thầu dự án, cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Bà Nhàn bị cáo buộc chỉ đạo thuộc cấp sửa các báo cáo kinh tế, hồ sơ dự thầu, rồi móc ngoặc với các bị can là cán bộ sở y tế tỉnh Quảng Ninh để thông thầu. Nhờ vậy mà công ty AIC đã trúng 4 gói thầu, hai gói còn lại được bà Nhàn chỉ định cho công ty Mofa trúng dùng. Tuy cả hai cựu chủ tịch của Quảng Ninh không bị xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ này, nhưng Bộ Công an đề nghị tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân của tỉnh Quảng Ninh phải làm rõ trách nhiệm của các cá nhân trong công tác quản lý nhà nước để xảy ra sai phạm liên quan đến việc công ty AIC trúng thầu để xử phạt nghiêm ngặt. Cuộc điều tra vụ án tham nhũng ở tại tỉnh Quảng Ninh xảy ra khi ông Phạm Minh Chính là bí thư của tỉnh ủy, chỉ được báo chí trong nước đề cập như là chuyện không liên quan gì đến ông ta. Nhưng báo Intelligence Online thì nói rằng, có thể ông ta đã bị đưa vào tầm ngắm chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng. Từ trước tới nay, chưa có ông thủ tướng nào tại Việt Nam bị vào tù vì cáo buộc tham nhũng. Ngay như ông Nguyễn Tấn Dũng bị nhiều tai tiếng về tham nhũng, cũng chỉ bị mất chức mà vẫn hạn cánh an toàn. Có tới 5 người bị thương do một con trâu hút phải khi con trâu này chạy thoát khỏi một lò mổ ở huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước. Theo báo Thanh niên ở trong nước cho hay, một con trâu được bị nhốt đang chờ mổ lấy thịt thì bất ngờ sổng chuồng chạy ra ngoài đường về hướng thị xã Bình Long của tỉnh Bình Phước. Trên đường, con trâu này đã hút liên tiếp 5 người và làm bị thương một số người cũng như hư hại hàng rào, nhà cửa và xe gắn máy của một số nhà trong khu phố. Báo chí tại Việt Nam cũng ghi nhận một số vụ trâu hút người, phần lớn là tại các vùng nông thôn. Theo tờ báo Dân Trí ở trong nước, vào ngày 19 tháng Giêng vừa qua, một phụ nữ 30 tuổi quê ở Thái Bình đang ở trọ tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Khi đang chạy xe gắn máy thì bất ngờ bị một con trâu thả rông hút phải tại một đoạn đường D ở huyện Đông Anh. Sau tai nạn đó, phụ nữ này được xác nhận là bị tổn thương các cơ quan trong ổ bụng và bị vỡ gan. Sập cầu tạm ở Trà Vinh do dùng hai xe tải để thử trọng tải. Người dân của Trà Vinh vừa chứng kiến một vụ bi hài, đó là một cây cầu sắt vừa xây xong, bị sập do nhà chức trách đã dùng hai chiếc xe vận tải để thử tài trọng. Theo VN Express, vào hôm 16 tháng 7, cây cầu sắt bắc qua sông Long Bình đã được dựng tạm để thay thế cho cầu Long Bình 1 sắp sửa, sắp sửa được xây gần đó. Cây cầu sắt được hoàn thành vào hôm 13 tháng 7, dự kiến cho người đi bộ, xe gắn máy, xe ba bánh chạy qua vào tuần sau. Trước khi đưa vào hoạt động, đơn vị thi công cho hai xe tải 5 tấn đi qua cầu để thử tải. Khi hai chiếc xe chạy đến nhịp giữa thì chiếc cầu không chịu nổi tài trọng cho nên đã bị sập, trước sự chứng kiến của đông đảo người dân địa phương. Ông Nguyễn Văn Tâm là chủ tịch thành phố Trà Vinh cho biết, vụ sập cầu sắt không gây ra thiệt hại nhân mạng và đơn vị thi công chịu trách nhiệm sửa chữa và thay thế cây cầu tạm này. Tuy nhiên, sự việc sẽ ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng cây cầu Long Bình 1. Trong thời gian này, người dân tiếp tục đi qua cây cầu cũ, chờ chính quyền dựng lại cây cầu tạm vực bị sập. Dự án xây dựng cầu Long Bình 1 tổng mức đầu tư là 63 tỷ đồng, tương đương với 2.6 triệu Mỹ Kim, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh làm chủ đầu tư. Cây cầu này có bể rộng 12 m dài 54 m xây ở gần vị trí cây cầu hiện tại. Tám nhân viên y tế của Sài Gòn đi du lịch thì bị ngộ độc thực phẩm. Một đoàn du khách gồm 60 nhân viên y tế tại Sài Gòn đi du lịch và ở lại tại một khu resort tại Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Chiều cùng ngày, 8 người trong nhóm du khách này bị nôn ói, bị đau bụng, có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm và được đưa vào trung tâm y tế thành phố Phan Thiết để được cấp cứu đại diện trung tâm y tế thành phố phan thiết cho hay sau khi được các bác sĩ y tế chăm sóc thì hiện nay sức khỏe của tám người nghi là bị ngộ độc thực phẩm đã ổn định hơn sau khi tiếp nhận được tin này thì sở y tế đã phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành tới khu resort mà nhóm du khách kia lưu trú để làm rõ về tin này đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin địa phương